Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, những khoảnh khắc và ngày làm việc cuối cùng của tôi trong năm cũ trước khi đón chào năm mới. Những ngày cuối năm cũng là những ngày mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người. Cảm giác hối hả, cập rập của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo rực, vui sướng khi sắp chào đón một năm mới làm cho ai nấy đều cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Tôi thấy bình yên vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè, người thân. Một năm cũ lại sắp đi qua, nhường chỗ cho năm mới với những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước. Những ngày cuối cùng của năm cũ tôi luôn hy vọng nghĩ về một năm mới tốt đẹp hơn, thành công hơn. Chúc mừng năm mới 2023. Chúc mọi gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, tấn an khang. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc. Năm mới, công việc như ý, giàu sang phú quý. Mừng xuân sang vạn sự thành công. Video của mình đến đây là hết rồi. Hãy chia sẻ video này đến cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn.